mà không ký cam kết cái gì cả. Hàm lãi suất cao, hàng chục người dân ở xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã dỉ tai bảo nhau rót tiền vào LG. Người không có tiền thì đi vay lãi, thậm chí cắm sổ đỏ để lấy tiền đầu tư. Sau một thời gian, nhiều người nhận thấy rủi ro, muốn lấy lại tiền gốc mà không được. Cái này là em biết chắc là kiểu gì cũng mất.